Con chào cô ạ. Cô cho con biết cô tên là gì và cô đến từ tỉnh nào ạ? Cô là Đào Thị Thủy Từ. Cô ngoài Bắc nhưng vào trong này là đến Bình Dương đây nè. Cô ở hiện bây giờ cô vào đây mấy chục năm rồi mà. Nhưng mà ở Bình Dương. Cái thắt lưng của cô á là cô làm ở trong bê tông 620 thì cô làm nặng. Khiêng sắt thép mấy gì đấy. Lại khá như thế. Thế sau này thì thấy nó cứ nhức. Cô đi châm cứu hết chỗ này chỗ kia rồi đắp thuốc này ra chỗ kia không ăn thua. Uống rượu thuốc này khác đủ kiểu không ăn thua. Vừa rồi là cô tưởng cô lết hai chân, nếu mà cô chậm lên trên này đi cấy chỉ thì là cô bước không được đâu đấy. Cô bảo thế này là cô tưởng cô liệt. Thế nhưng mà đến lúc đi cấy về một cái cô thấy nhẹ nhõm, trời mừng quá đi, nhẹ nhõm hết cả người luôn thế này này. Cái hôm mà bắt đầu đi thì cô lại rủ cô Cúc mới gì đi thì cô ấy bảo là em sợ lắm em không dám mà cứ đi hai chị em đi. Thế đi lên đây thì cấy về cô nhẹ, cô cũng nhẹ, hai chị em cùng cảm thấy nó thoải mái. Thì vừa rồi là cô đi hai lần là cô cảm thấy là nhẹ được 70% rồi. Từ đâu cô biết tới thông tin về điện cái chị Hải Thường là đâu ạ? Khi biết thế này đó là con trai của cô. Nó thấy cô đau quá, lết quá mà nó những cái mà trên Facebook rồi thì này khác người ta quảng cáo rồi nói chữa thuốc này thuốc kia, nó không chịu, nó không tin. Nó bỏ cái đấy nó không yên tâm. Nhưng mà con thấy tin rằng là cái cấy chỉ này này là đạt kết quả mẹ. Nó sau khi mà gì thế này là nó đã nghiên cứu được mấy tháng rồi đó. Chứ không phải là nó gì đâu, mấy tháng rồi. Thế xong rồi nó mới gọi cả ra bác sĩ Hùng ở ngoài Hà Nội ấy. Thế nó hỏi, thế này khác. Thế nó hỏi đi hỏi lại kỹ lưỡng lắm rồi bắt đầu nó mới về, nó cứ bảo mẹ đi cái này là tốt nhất. Thế là mới đi chứ. Đi ai giờ đâu quá, lần đầu tiên về thấy sướng quá. Vậy cô muốn nhắn nhủ gì tới những bệnh nhân đang có tình trạng bệnh như cô không ạ? Thế đấy là cô đau như thế, cô đau cả chân cả tay cả lưng rồi cả bả vai ngoáy không được. Thế nhưng mà cô tôi muốn nhắn nhủ tới tất cả mọi người, như là vừa rồi là ở trên chỗ Bình Thung mấy gì đây này, rồi thì ở chỗ Nội Hóa rồi Bình Thung Bình Thiếc này khác là tôi giới thiệu một số người đấy, bảo người ta kêu đau quá trời, bảo đau cứ lên trên đây gần đây mà ngay đây này. Thế là mấy tuần vừa rồi là người ta đi đấy, đi về người ta bảo là sao thấy dễ chịu, thấy đỡ lắm. Bảo nếu mà bà nặng bà đi vài lần, chỉ cần mấy lần là hết. Tôi đi rồi, tôi cảm thấy dễ chịu rồi, thấy đạt kết quả rất tốt. Chứ nếu mà tôi chậm mới là tôi bò không được. Cô đi châm cứu bao nhiêu người ở dưới đó mà. Người ta biết cô bò không được ấy, đi không được ấy. Thế nhưng bây giờ cô dễ chịu rồi. Thành thử ra là mọi người mà cảm thấy mà đau đớn hoặc là này khác cứ lên cái chỗ này là coi như là kết quả tốt. Sau đây, Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông xin giải thích về phương pháp cấy chỉ và những điều cần lưu ý khi đi cấy chỉ. Cấy chỉ là một phương pháp châm cứu đặc biệt bằng cách đưa chỉ cắt gút tự tiêu và nhờ tác động của sợi chỉ cắt gút ở trong huyệt đó là tác nhân vật lý kích thích tạo thành xung điện, và từ xung điện này nó trở về tủy sống và dây thần kinh cao cấp tạo thành đáp ứng có tác dụng chữa bệnh. Trong vòng 15 đến 20 ngày, chỉ này sẽ tự tiêu hết. Vì vậy, cấy chỉ có tác dụng chữa bệnh cũng như châm cứu, nhưng hiệu quả đạt được vượt trội hơn châm cứu.